Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Archidote VN. Có một dự án tiên phong phát triển trên nền tảng tích hợp hệ sinh thái thành phố thông minh, thành phố thu nhỏ có sức hút mạnh cho quý khách hàng có nhu cầu sống gần với thiên nhiên ngay trong trung tâm thành phố. Ở video này, Archidote VN sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ sưu tập biệt thự căn hộ của một thành phố thông minh có 102 tại thành phố Thủ Đức, đó chính là The Nice Dollar. Đầu tiên, Thiên sẽ giới thiệu về vị trí của The Nice Dollar. Chúng ta sẽ xuất phát từ cầu Sài Gòn để cho quý vị và các bạn dễ hình dung. Mình sẽ đi dọc con đường xa lộ Hà Nội và đến gần với suối Tiên. The Nice Dollar nằm tại mặt tiền đường Hoàng Vũ Nam, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, do công ty cổ phần Ngân Thạch làm chủ đầu tư và Sơn Kim Len sẽ là đơn vị phát triển dự án. Và dự án của chúng ta sẽ có quy mô là 16,5 hectare, bao gồm hai sản phẩm căn hộ và villa. Và giờ đây chúng ta đang triển khai giai đoạn 1 như tất cả quý vị và các bạn đang thấy trên màn nhỏ. Khi nói đến thành phố Thủ Đức thì các bạn phải biết đây là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Dự án The Nice Dollar nằm tại trung tâm thành phố mới của Thủ Đức sẽ là một điểm cộng cho dự án. 6 trung tâm chính của thành phố Hồ Chí Minh sẽ như sau. Thứ nhất đó là trung tâm công nghệ giáo dục Đại học Quốc gia. Thứ hai đó là trung tâm sản xuất tự động. Thứ ba đó là trung tâm công nghệ sinh thái Tam Đa. Thứ tư đó là trung tâm thể thao và sức khỏe Rạch Chiếc. Thứ năm đó là trung tâm công nghệ tài chính Thủ Thiêm. Thứ sáu đó là trung tâm Trường Thọ, là một khu đô thị trong tương lai. Quý vị và các bạn có thể thấy rõ dự án The Nice Dollar nằm trong khu vực trung tâm công nghệ cao của Sài Gòn với khả năng kết nối tuyệt vời như lợi thế 1, đường vành đai 2 kết nối bến xe miền Đông mới, lợi thế 2, đường vành đai 3 kết nối thành phố Thủ Đức và Nhân Trạch, lợi thế 3, tuyến metro thứ nhất kết nối xuyên suốt giữa trung tâm quận 1 đến cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bài toán giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông ở nhiều khu vực thành phố Thủ Đức khi di chuyển đến trung tâm và các khu đô thị vệ tinh tại khu Đông Nội, Bình Dương. Đây là một vị thế tuyệt vời để sống và đầu tư trong tương lai. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mô hình TOD tại dự án The Nice Dollar và điều gì làm nên yếu tố thành công của mô hình này. Trong cuộc sống hiện đại ở các nước phát triển thì người dân có nhu cầu đi bộ trong khu vực mình đang sinh sống, đạp xe dạo quanh, dễ dàng kết nối với công nghệ, thích ở gần khu vực thuận lợi giao thông, thích mật độ ẩm vừa và đủ, thích nằm trong trung tâm để rút ngắn khoảng cách di chuyển. Và The Nice Dollar đáp ứng được mọi yêu cầu đó. Đây là thông điệp mà chủ đầu tư mong muốn đem đến cư dân sống tại thành phố thông minh này. Vậy ai sẽ là chủ nhân đầu tiên của thành phố thông minh này? Thì xin chia sẻ thông tin kế hoạch bán hàng ở giai đoạn 1 của dự án sẽ như sau. Ở giai đoạn 1 của dự án The Nice Dollar sẽ là những vị trí nằm liền kề hồ đá đen, bao gồm villa và căn hộ. Nó sẽ nằm gần công viên 700 hectare của Công viên Văn hóa Lịch sử Quốc gia. Sân gốp và câu lạc bộ đồng quê Việt Nam sẽ tạo nên một không gian sinh thái với cảnh quan tươi mát. Với mỗi căn hộ và villa tại đây thì sẽ đều hưởng được cái view nhìn ra một mảng xanh rộng lớn. Ở khu vực 1 sẽ là bộ sưu tập căn hộ cao cấp. Ở khu vực 2 sẽ là bộ sưu tập villa với view về hồ nước. Các bạn có thể tìm thấy cho mình một căn hộ mơ ước với những diện tích như sau. Thứ nhất đó là căn hộ 1 phòng ngủ cộng studio sẽ có diện tích từ 51m². Căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích 72m². Và căn hộ 3 phòng ngủ sẽ nằm ở những vị trí góc với diện tích là gần 100m². Các tiện ích chất lượng phục vụ theo tiêu chuẩn hiện đại bao gồm phòng gym, yoga, jacuzzi, hồ bơi ngoài trời, vườn ngoài trời và cà phê riêng tư. Đối với khu vực villa sẽ được thiết kế một trệt 3 lầu trước khu sinh thái và sông tự nhiên như những hình ảnh chúng ta đang theo dõi. Phương thức thanh toán và hỗ trợ tài chính cho khách hàng sẽ như thế nào? Đối với khách hàng không vay, chọn hình thức thanh toán chuẩn sẽ thanh toán trong vòng 3 năm. Khách hàng vay sẽ được hỗ trợ tối đa là 75%. Quý vị và các bạn có thể đăng ký nhận file mềm ở phần mô tả của video. Vậy khi nào sẽ nhận booking? Ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi trực tiếp đến số hotline của Archidote VN để có thể nhận thông tin tư vấn chi tiết và booking ngay bây giờ nhé. Quý vị và các bạn cần chuẩn bị những gì trước khi booking dự án The Nice Dollar? Chúng ta cần biết về giá bán,
Giá bán dự kiến của căn hộ The Knight Stella sẽ là 2.300 USD trên 1m², sẽ tương đương với 53 triệu Việt Nam đồng trên 1m. Giá bán dự kiến của Villa The Knight Stella sẽ là 5.500 USD trên 1m², sẽ tương đương với 127 triệu trên 1m. Nếu nhìn giá bán này, đầu tiên và ngay cả chính Thiên cũng hỏi, ủa tại sao nằm ở khu vực sát trung tâm như vậy lại có mức giá lên đến 53 triệu trên 1m². Chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin các dự án lân cận nhé. Thứ nhất đó là Vinhome Grand Park giai đoạn mới nhất với mức giá bán gần 70 triệu đồng trên 1m². Mattery Central Point với mức giá mở bán gần đây sẽ là khoảng 75 triệu trên 1m². Như vậy quý vị cũng các bạn có thể nhìn về The Knight Stella mới một vị trí vô cùng thuận tiện thì chúng ta có thể cân nhắc về tiện ích và kết nối hạ tầng cũng như là di chuyển rất là thuận tiện. Chúng ta chỉ cần mất chưa đầy 10 phút là có thể đến tuyến metro, bến xe miền Đông, sân golf. Và hơn hết đó là phương thức thanh toán miễn lãi lên đến 34 tháng giúp cho quý khách hàng quản lý dòng tiền của mình. Hình thức mua tại The Knight Stella sẽ như thế nào? Đối với căn hộ chúng ta sẽ booking là 100 triệu trên một booking, không giới hạn số lượng đặt chỗ đối với mỗi khách hàng để tăng cho chúng ta cơ hội chúng ta có thể sở hữu được căn hộ The Knight Stella. Đối với villa sẽ là booking 2 tỷ trên một booking. Lưu ý chủ đầu tư sẽ trả lãi suất trong thời gian booking cho đến ngày mở bán. Trong video này chúng tôi không thể nói hết được về tiềm năng cũng như là chi tiết về layout của từng vị trí căn. Hãy đăng ký nhận thông tin ở phần miêu tả của video, chúng tôi sẽ gửi ngay cho quý vị và các bạn hoặc gọi điện theo số hotline 086-888-2539. Đừng quên cho Archiru TVN biết ý kiến của bạn về dự án The Knight Stella nhé.